trong khi đồng minh trung đông là ả rập xê út vẫn đang hướng chịu những cuộc tấn công gây gắt từ trong iraq và yemen thì mỹ đã ra lệnh rút hệ thống phòng thủ tên lửa và lực lượng ra khỏi khu vực mỹ đang có toan tính gì trong quyết định chiến lược này Ngọc Mai xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với điểm tin quốc tế trên kênh FBNC và để lý giải động thái mới đây của Mỹ ở khu vực Trung Đông, xin mời quý vị đón xem điểm nóng của FBNC hôm nay. Còn bây giờ, Ngọc Mai sẽ điểm qua tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong cuộc đàm thoại với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hối thúc Ankara từ bỏ các hệ thống phòng thủ rồng lửa S-400 do Nga sản xuất. Tuy nhiên, Ankara đã kiên quyết về việc sử dụng S-400 và họ nói rằng không cần sự cho phép của Mỹ về thương vụ rồng lửa Nga. Trong khi đó, một nguồn tin trong giới ngoại giao Iran đã nói với hãng tin Kyodo News rằng các quan chức cấp cao của Iran và châu Âu vừa gặp nhau tại Đức để thảo luận về các ý tưởng mới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA. Được biết, hoạt động ngoại giao này có thể tạo ra chân trời mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Iran và Mỹ. Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết nước này hoan nghênh cuộc họp chuẩn bị diễn ra, coi đây là một bước đi tích cực mới đây theo chuyên gia kinh tế jeffrey scott từ trường đại học kinh tế quốc tế ở thủ đô washington mỹ thì nhật bản và nhiều quốc gia đang muốn mỹ quay lại thỏa thuận cptpp để kích thích các hoạt động thương mại hiệu quả hơn sôi động hơn ông nói nếu mỹ quay về cptpp sẽ giúp các quốc gia thành viên có thêm nhiều sự hứng khởi vì hàng hóa sẽ tiếp cận thị trường mỹ tốt hơn bên cạnh đó mỹ cũng sẽ tìm được thêm nhiều đối tác cung cấp để thay thế trung quốc một khi căng thẳng thương mại tăng cao một thông tin đáng chú ý, từ hôm qua Trung Quốc đã bắt đầu loạt tập trận ở Biển Đông, đúng vào ngày xảy ra vụ tiêm kích Trung Quốc va chạm với máy bay trinh sát Mỹ khiến cho phi công Trung Quốc thiệt mạng 20 năm trước. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới cuối tháng này. Thời báo Hoàng Cầu dẫn lời chuyên gia nói rằng Trung Quốc đã mạnh hơn nhiều so với thời điểm vụ tai nạn xảy ra, vì Trung Quốc giờ đây triển khai nhiều vũ khí và thiết bị tiên tiến đáng chú ý quân đội philippines mới đây nói rằng họ đã phát hiện các cấu trúc nhân tạo bất hợp pháp trên quần đảo trường sa trên biển đông gần khu vực mà nước này từng phát hiện hàng trăm tàu trung quốc neo đậu bất hợp pháp vào tháng trước quân đội philippines khẳng định sự hiện diện của các cấu trúc này là vi phạm luật quốc tế sự việc trên đã được báo cáo lên bộ ngoại giao và bộ quốc phòng nước này cũng liên quan đến xung đột với Trung Quốc, Cục Cảnh sát biển Đài Loan vừa qua cho biết họ sẽ tăng cường phòng thủ xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông sau khi máy bay không người lái của Trung Quốc bị phát hiện gần đảo Đông Sa, cách cao hùng 450 km về phía Tây Nam. Hòn đảo này do Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, các nước khác trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, đã liên tục đưa ra yêu sách đối với vùng lãnh thổ này ở một diễn biến khác đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên mới đây cho biết nhiều công dân và nhà ngoại giao nước ngoài đang rời Triều Tiên do nhu yếu phẩm khan hiếm bởi ảnh hưởng của Covid-19 cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế. Đại sứ quán Nga đăng hình lên Facebook nói khoảng 38 người nước ngoài đã rời Bình Nhưỡng từ ngày 18 tháng 3, ước tính hiện nay chỉ còn 290 người nước ngoài vẫn ở Triều Tiên. Cũng liên quan đến Triều Tiên, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa cho biết có những dấu hiệu rõ ràng trong việc nới lỏng phong tỏa biên giới trung triều trong thời gian gần đây. Nhận định được đưa ra dựa vào luật khử trùng vật liệu nhập khẩu mà truyền thông Triều Tiên thông báo, cũng như những thông tin từ các tổ chức dân sự hoạt động ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Hơn thế, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên cũng cho biết nước này đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh trong tuần này sau một năm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Đài Loan, thưa quý vị. Một đoàn tàu bị trật đường ray trong hầm ở phía đông Đài Loan hôm nay, khiến hơn trăm người chết và bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 28 phút theo giờ Việt Nam trên chuyến tàu số hiệu 408 Taroko. Đây là một trong những con tàu nhanh nhất ở Đài Loan, có vận tốc lên đến 130 km/h. Một số thông tin đáng chú ý khác từ quý vị, các nhà chức trách ở Brussels, Bỉ đang điều tra người đầu têu một trò lừa bịp trên mạng xã hội, tuyên bố rằng sẽ có một bữa hòa nhạc lớn tại công viên Brussels vào ngày 1 tháng 4. Hàng chục nghìn người đã đăng ký tham gia sự kiện này và có rất đông người đã đến công viên. Nhiều người nói họ biết đó là trò đùa cá tháng 4, nhưng họ vẫn tới như một hành động phản đối các hạn chế Covid-19. Ba tỉnh miền Đông nước Áo bắt đầu áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng dịch bệnh lần thứ tư sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại đây tăng quá nhanh. Thủ đô Vin, Lower Austria và Burgenland giáp với Hungary đã thông báo về việc đóng cửa toàn bộ. Nước Áo ghi nhận 3.363 trường hợp mắc mới và 29 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Theo tờ Khmer Times, chính quyền Phnom Penh đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau trên toàn thủ đô Campuchia trong vòng 2 tuần. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, được ban hành nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Một số nguồn tin của hãng tin Reuters mới đây cho biết, chính quyền quân sự Myanmar đã yêu cầu các hãng viễn thông tại đây ngắt mạng băng thông rộng tới khi có thông báo thêm. Trong khi đó, theo tờ Strait Times, khoảng 1.000 người dân Myanmar đã vượt sông Sanguin sang lãnh thổ Thái Lan trong ngày 1 tháng 4. Thưa quý vị, cách đây 20 năm, Hà Lan đã làm nên lịch sử khi ba cặp đồng tính nam và một cặp đồng tính nữ tổ chức kết hôn tại thủ đô Amsterdam. Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quan hệ đồng giới. Sau Hà Lan, đến nay đã có gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới. Chuyển sang một số thông tin kinh tế nổi bật, theo Bloomberg, Cơ quan quản lý kênh đào Suez Ai Cập cho biết tổng thiệt hại mà nước này phải chịu từ sự cố của tàu Ever Given lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Osama Rabia, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào không nói rõ, sẽ yêu cầu bên nào bồi thường. Theo Reuters, vào năm 2020, các ngân hàng và tổ chức tài chính của nước này chủ yếu cung cấp các khoản vay cho lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng. Theo báo cáo, các ngân hàng và tổ chức tài chính Trung Quốc đã cung cấp các khoản vay mới lên tới 19,6 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, nhiều hơn 2,8 nghìn tỷ so với năm 2019. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, công ty mẹ Kakao cho biết Google sẽ đầu tư vào Kakao Mobility, công ty chia sẻ xe hàng đầu của Hàn Quốc. Theo một thông báo từ Kakao, Google sẽ đầu tư vào Kakao Mobility bằng cách mua số lượng cổ phiếu mới trị giá 56,51 tỷ won, đồng nghĩa với việc Google sẽ nắm giữ 1,69% cổ phần trong công ty này. Mới đây, Apple thông báo sẽ triển khai dự án lưu trữ năng lượng tái tạo bằng pin tại bang California. Theo Apple, cơ sở mới sẽ lưu trữ 240 giờ điện, đủ để cấp cho trên 7.000 hộ gia đình trong một ngày. Cơ sở này nằm cạnh trạm năng lượng mặt trời California Flash thuộc quận Monterey, cách trụ sở của tập đoàn ở Cupertino, California khoảng 100 dặm. Kết thúc phần điểm tin nhanh, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm nóng và từ khóa trong ngày. Thưa quý vị, tờ The Wall Street Journal mới đây dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng nước này vừa rút ba hệ thống phòng không Patriot khỏi vùng vịnh, bao gồm một hệ thống tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Sự việc này lại diễn ra khi một đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út đang hứng chịu những cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái từ trong Iraq và Yemen. Để lý giải hành động này của Mỹ, xin mời quý vị đến với điểm nóng của FBNC hôm nay. The Wall Street Journal Vừa qua, dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng lầu năm góc đã ra lệnh rút ba hệ thống phòng không Patriot khỏi vùng vịnh, bao gồm một hệ thống tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Việc này diễn ra khi Ả Rập Xê Út, một đồng minh của Mỹ, đang phải hứng chịu những cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái từ trong Iraq và Yemen. Bên cạnh đó, lầu năm góc cũng đang giảm bớt lực lượng gồm một tàu sân bay và các hệ thống giám sát ra khỏi Trung Đông để gia tăng hỗ trợ các khu vực khác trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ có thể tái triển khai một số hệ thống vũ khí ở những vùng giúp đối phó Trung Quốc và Nga. Giới phân tích lý giải động thái này là vì Mỹ muốn Ả Rập Xê Út chia sẻ bớt gánh nặng chi phí phòng thủ cho lãnh thổ của nước này và đặc biệt, Mỹ muốn gia tăng lực lượng để đối phó hai đối thủ là cường quốc quân sự kia. Căng thẳng với Mỹ thời gian qua đã khiến cho Trung Quốc và Nga càng xích lại gần nhau. Đáng chú ý, theo tờ báo Australia APP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận rằng quan hệ giữa nước ông với Mỹ và các đồng minh đã xuống tới mức chạm đáy, nhưng quan hệ Nga-Trung lại được tiếp tục thắt chặt. Thế nhưng, dù cho Trung Quốc và Nga đã cho thấy một mặt trận thống nhất trong việc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ, song giới phân tích cho rằng việc hai nước xích lại gần hơn vẫn còn nhiều giới hạn. Ông Chen Yijun, chuyên gia về quan hệ Nga-Trung tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định, tạo dựng một liên minh với Nga không phải là một lựa chọn tốt nhất cho Trung Quốc khi xét trên quan điểm lịch sử. Hà Mỹ nhắc đến quan hệ Trung Quốc Liên Xô, ông Chen lý giải rằng các giá trị và hệ thống chính trị của Nga hiện nay phù hợp với phương Tây hơn là với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, trong những thời điểm khó khăn, hai nước có thể cùng nhau giữ ấm, nhưng chúng ta không nên quên rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là một mối đe dọa đối với Nga. Nếu họ thành lập một liên minh, ai sẽ là người lãnh đạo? Lại nói về Ả Rập Xê Út, giới chức Mỹ nói không muốn hủy hoại mối quan hệ với nước này và nhấn mạnh sẽ tìm cách giúp họ phòng thủ. Các lựa chọn đang được bàn luận gồm bán tên lửa đánh chặn cho Ả Rập Xê Út, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và gia tăng huấn luyện quân sự. Quý vị thân mến, từ khóa trong ngày hôm nay, với hơn 100.000 lượt tìm kiếm đó là California Shooting, vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng, gồm một bé trai 9 tuổi ở quận Cam, bang California, Mỹ. Theo cảnh sát nghi phạm trong vụ xả súng, quen biết các nạn nhân và đã có suy tính trước khi nhắm vào họ. Người này được xác định có tên là Aminadab Garciola Gonzalez, 44 tuổi, là cư dân của thành phố Fullerton, nằm gần đó. Người này cũng đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Bà Kimberly S., người phát ngôn văn phòng luật sư quận Quảng Cam cho biết, nghi phạm có thể bị buộc tội giết người ngay trên giường bệnh vào ngày 2 tháng 4. Được biết, vụ xả súng trên diễn ra tại một tòa nhà văn phòng nhỏ ở thành phố Cam vào tối 31 tháng 3 theo giờ Mỹ. Theo hãng tin Reuters, đây là vụ xả súng nhắm vào đám đông thứ ba ở Mỹ trong vòng một tháng qua. Tuy nhiên, hai vụ xả súng trước ở bang Georgia hôm 16 tháng 3 và ở bang Colorado hôm 22 tháng 3, các nạn nhân được cho là bị nhắm tới một cách ngẫu nhiên. Và sau đây hãy cùng Ngọc Mai thư giãn với những thông tin giải trí thú vị trong phần tiếp theo. Cuối tuần này, 22 xác ướp có tuổi đời hơn 3.000 năm sẽ diễu hành qua các con phố ở thủ đô Cairo của Ai cập. Nghe có vẻ lạ lùng đúng không ạ? À? Thực hư ra sao? Xin mời quý vị theo dõi clip ngay sau đây. Theo CBS, vào lúc mặt trời lặn vào ngày 3 tháng 4, các xác ướp sẽ khởi hành từ bảo tàng Ai cập ở quảng trường Tahrir trong một cuộc diễu hành rất hoành tráng. Theo đó, mỗi xác ướp sẽ được đặt trên một chiếc xe riêng được trang trí cầu kỳ, có cả đoàn xe, âm nhạc, ánh sáng và ngựa tháp tùng. Về lịch trình, cuộc diễu hành vàng của các pharaoh sẽ di chuyển dọc sông Nile rồi tới thủ phủ Hồi giáo đầu tiên của Ai Cập là Anfustat ở khu vực Cairo cũ, sau đó đích đến là bảo tàng quốc gia văn minh Ai Cập. Nói về đoàn diễu binh, nhóm xác ướp tham gia gồm 18 vị vua, 4 vương hậu của triều đại thứ 17 tới 20 của Ai Cập cổ đại. Cách đây khoảng 3.100 đến 3.500 năm, hầu hết các xác ướp được tìm thấy ở hai khu vực khảo cổ tại Luxor vào cuối những năm 1800. Trong suốt hơn 3.000 năm qua, các vị vua và hoàng hậu trên đã được chuyển từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác, từ thủ đô này sang thủ đô khác, từ bảo tàng này sang bảo tàng khác. Nên nhiều người hy vọng, sau cuộc diễu hành ngày 2 tháng 4, họ sẽ tìm được nơi an nghỉ lý tưởng nhất. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Điểm tin quốc tế hôm nay. Ngọc Ba xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.